Hoa và Hương đã đều có cho mình đó là một chiếc nồi điện đa năng rất là tiện ích như thế này. Tiện ích như thế nào? Đầu tiên quý vị cũng có thể thấy là trước mặt của Quỳnh Hoa đây, đây là một chiếc nồi chống dính ha. Chúng ta có thể thấy ở bên ngoài, đây là một cái nắp nè quý vị. Đó, nắp của chúng ta là nắp gì? Nắp kính cường lực như thế này, trong suốt, để cho quý vị có thể thấy mình nhìn được món ăn ở bên trong và mình có thể kiểm soát được. Nó còn có một cái lỗ thông hơi nè để giúp cho chúng ta không có bị tràn ra ngoài. Đây là về cái nắp ha. Còn về sản phẩm bên trong thì như thế nào quý vị ơi? Quỳnh Hoa nhấc lên nè, rất là gọn, rất là nhẹ luôn ha. Ở bên trong của chúng ta, ở phía bên trong có chán một cái lớp men ceramic để làm gì để cho chúng ta có thể thấy là sản phẩm của chúng ta sẽ không có bị dính. An toàn cụ thể như thế nào thì một lát là Quỳnh Hoa sẽ nấu món ăn cho quý vị. Còn một mặt nữa thì quý vị có thể thấy là ở phía bên đây nè, chúng ta có một cái nắp ha, có một cái nút như thế này với hai bậc nè. Lên thì quý vị có thể thấy cái đèn là sản phẩm, là cái nồi của chúng ta mở rồi. Còn tắt lại là như vậy, đơn giản thôi đó quý vị. Thì sản phẩm của chúng ta biết là mình có thể điều khiển rất là đơn giản, rất là nhẹ nhàng luôn. Không biết là còn về giá cả thì như thế nào chị Đinh Hương hả? Ôi, hôm nay mức giá phải nói là cực kỳ hấp dẫn luôn quý vị ơi. Và phải kể tới quà tặng. Giá đã hấp dẫn rồi lại còn có quà tặng nữa. Quà tặng ngày hôm nay quý vị được sở hữu sẽ là một chiếc bình đun siêu tốc cùng thương hiệu luôn. 499.000 đồng là mình đã có cơ hội sở hữu một chiếc nồi điện đa năng có kèm cả một sửng hấp luôn để chúng ta có thể vừa nấu vừa hấp. Bây giờ thì mình sẽ cùng xem là cái tính năng đầu tiên mà Linh Hương và Quỳnh Hoa đã chia sẻ lúc đầu là cái phần tráng men ceramic chống dính ở trong lòng nồi thì nó hay như thế nào nhá. Nghe chị Linh Hương chia sẻ thì Quỳnh Hoa đã mở sẵn lên như thế này. Quý vị có thể thấy là khi mở sẵn chúng ta sẽ có một cái nút đỏ để biết sản phẩm của chúng ta đã lên nhiệt rồi đấy. Thấy hơi nóng nóng một chút xíu rồi đúng không? Mà quý vị ơi, đặc biệt là cái nồi này là cái mức độ bắt nhiệt của nó rất là cao, rất là nhanh để cho chúng ta có thể tiết kiệm thời gian. Đầu tiên nhá, Quỳnh Hoa sẽ chứng minh ở phía bên trong là mình có chán một cái lớp men đúng không? Mình bỏ vào. Đó. Quý vị biết đây là gì không ạ? Đây chính là phô mai. Mà phô mai khi mà mình làm với cái lớp chảo hoặc là nồi mà không chống dính cái hồi nó chảy ra là nó sẽ kết lại luôn. Còn ở đây Hoa và Hương sẽ cố tình là gì ạ? Cho nó cháy luôn đi. Bây giờ mình không đảo, mình không lật trở gì hết nha. Mình cứ để yên như thế này để mình xem là cái lớp chống dính nó sẽ như thế nào nha. Đó, quý vị cũng có thể thấy nè, như ở phía bên đây là quý vị có thể thấy là cháy đen đen, chứng tỏ là cái sản phẩm này, cái nồi này nó bắt nhiệt rất là nhanh đúng không quý vị? Vừa bỏ rào thì chúng ta có thể thấy như vậy. Rồi, khi mà Quỳnh Hoa khều lên nè, đó, quý vị thấy không? Đẩy cái đũa rất là nhẹ luôn thì chúng ta thấy là không có bị dính miếng nào, mà mặc dù là miếng phô mai của chúng ta lật cái miếng cháy lên. Quý vị thấy không? Nào, Quỳnh Hoa xoay vòng tròn nè, xoay vòng tròn vẫn không hề dính vào trong cái lòng nồi hết ha quý vị ha. Và đặc biệt là khi mà chúng ta gấp ra bên ngoài thì còn một lớp ở bên trong. Còn một lớp mỡ bên trong chúng ta chỉ việc dùng khăn giấy để mà chúng ta có thể lau nhẹ ra thôi. Quý vị thấy không? Đó, la sạch liền. Để làm gì đầu tiên là để tiết kiệm cái thời gian mà làm sạch cái lòng nồi của chúng ta, cũng như là vệ sinh rất là nhanh gọn lẹ đúng không quý vị? Thứ hai nữa là chúng ta có thể biết là đây là sản phẩm an toàn khi mà mình nấu là khét quá hoặc là lâu quá thì nó không có dính vào bên trong. Và với cái sản phẩm này ngoài cái việc mà nó bắt nhiệt nhanh như thế vậy thì chúng ta còn có thể chiên trứng rất nhanh đúng không quý vị? Bây giờ thì Quỳnh Hoa sẽ cho quý vị thấy nè, Quỳnh Hoa sẽ chiên trứng cho quý vị thấy ha. Đổ nhẹ lớp trứng vào bên trong. Đây chính là cái lòng nồi mà được tráng men ceramic nha quý vị. Thế cho nên là khi mà chúng ta sở hữu là mình sẽ thoải mái có thể chiên, xào, nấu này. Đặc biệt là gì ạ? Lớp chống dính ceramic này sẽ giúp cho mình nấu nướng một cách rất là tiện lợi. Bởi vì là kể cả khi mà chúng ta có vô tình mình làm cháy, mình làm khét chẳng hạn thì mình cũng không lo nha. Đó, bây giờ thì trong lúc đợi trứng của Quỳnh Hoa chín thì mình sẽ làm cái món cơm trộn rồi sau đấy mình ăn cái trứng luôn nha. Thì cái nồi này rất là hay vì nó chống dính cho nhiều khi mình cũng không cần phải cho dầu vào. Dạ đúng mình rồi. Mình đã có thể coi như là xào rồi đấy, quý vị có nghe nó xèo 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 không? Đó, mình có nghe thấy cái xèo chưa ạ? Đó, rất nhanh là mình đã có thể có một cái món cơm mà hỗn hợp luôn này. Đó, mình không cần phải cho dầu vào trước đâu nha. Mình đã xào được như thế này rồi, quý vị nghe thấy tiếng không? Đấy, rất là thích luôn, nhiệt nó lên rất là nhanh luôn này. Đó, mình cho rau vào này. Wow, chưa gì là đã thấy là cái nhiệt độ lên và chúng ta có thể thấy được là sản phẩm những cái thức ăn của chúng ta là bốc khói lên rồi. Và mọi thứ là đang được dần nấu chín. Bây giờ mình đợi một chút xíu nha. Đó, sau đấy thì mình sẽ xem cái trứng nó như chín chưa nè. Quý vị ơi, có thể thấy là ở phía bên trong lòng trứng của chúng ta đã chín đều rồi đúng không quý vị ạ? Và sản phẩm của chúng ta đó, bây giờ chỉ cần tắt một cái nè, đợi cho chị Đinh Hương cái món cơm trộn của mình xào đầy đủ là bỏ trứng lên ha. Quý vị ơi,
không hề dính nha. Đây nè. Wow. Không hề dính chút xíu nè. Mà bên dưới là chín đều luôn đúng không quý vị? Trời quá ngon, quá ngon quá luôn. Đó. Bên này là bắt đầu sẽ xào với cơm cùng luôn này. Món cơm trộn của chúng ta là sắp thành công rồi đây. Đó, sau khi mà trộn cơm xong, mình sẽ cho ra dĩa rồi lấy cái trứng của Quỳnh Hoa nha. Mình để lên trên bề mặt nha. Trời ơi, quá là ngon luôn quý vị ơi. Đó. Wow, bản thân Quỳnh Hoa nghĩ đây là một cái nồi rất là tiện lợi đúng không? Tại vì nếu như vậy thì chúng ta, nếu như nhà chúng ta là một người ăn rất là tiện luôn đúng không quý vị? Một người ăn mà mình nấu một cái nồi to thì thường là dư thức ăn bỏ rất là uổng đúng không quý vị? Mà một cái nồi nhỏ nhỏ như thế này buổi sáng mình tiện lợi đúng không? Như chị nói mang đi nó cũng nhẹ nè. Mà mình có thể chuẩn bị riêng cho bản thân mình thì Quỳnh Hoa nghĩ đây là những cái sản phẩm, một cái nồi rất là tốt cho các bạn sinh viên luôn đó. Vì sao? Vì chúng ta không cần cái bếp, chỉ cần có một cái nồi như thế này tích hợp vừa nồi vừa bếp luôn, rất là an toàn, rất là tiện lợi luôn. Đó, thế là chúng ta đã xong cái món cơm trộn này rồi. Đấy, bây giờ mình chỉ cần là bỏ cái trứng lên thôi là mình đã có thể là ăn được rồi. Đó, mình cho cái trứng vào cái nồi này luôn đi. Đó, quý vị biết không, ăn kiểu này rất là ngon luôn. Tại vì nhiều khi cái nồi này này, nhiều người là thích ăn tại cái nồi này mới đúng thích rồi. Luôn nha. Đúng rồi. Đấy, ăn một người, hai người. Và sau đây mình rút cái điện này ra này, quý vị nhìn nhá. Khi mà mình muốn sử dụng nhá, mình rút cái điện này ra. Đó. Xong sau đấy là mình cầm lên rất là nhẹ nhàng luôn. Rồi chúng ta có thể là ăn tại nồi này luôn. Trời đó, ơi. Quý vị có thử không? Trứng nhà làm thơm ngon. Mời bạn ăn nha. Tôi đây không chờ bạn nữa. Giờ tôi ăn liền. Ăn nha. Dạ. Trời ơi. Quá, quá là ngon luôn. Để coi. Wow, sao này, món cơm trộn ngon nha. Ăn giống người Hàn Quốc không? Ăn cái này là rất là giống Hàn Quốc luôn nha. Đúng rồi. Wow, quý vị thấy không ạ? Khi mà chúng ta ăn tại cái nồi này này, mình sẽ vừa cảm thấy cái sự gọi là gì ạ? Ôi, vừa ngon này, cái nồi vừa đẹp này đúng không? Wow, quá là thích luôn. 499.000 đồng thôi là mình đã có một chiếc nồi điện đa năng như thế này rồi. Món quà ngày hôm nay quý vị nhận được khi mà mình sở hữu thành công nồi điện đa năng Perfect này nha. Wow. Quý vị ơi, vừa nói xong là cái ấm đúng đó, là nó sôi đúng xong là luôn siêu rồi. Tốc mà. Để làm sao? Siêu nhanh. Dạ đúng rồi. Buổi sáng nha, em muốn ăn cháo một chút xíu đi. Thì bây giờ em có sẵn cháo ở đây rồi mà ấm đun siêu tốc luôn rồi. Thì bây giờ mình đổ cháo vô ha, mình đổ nước sôi vô trong cháo nè. Đó, vừa phải chút xíu để cho quý vị có thể thấy là nước sôi rất sôi luôn đúng không quý vị? Rồi, như vậy thì chúng ta chỉ cần quậy cháo lên chút xíu thôi ha. Quậy cháo cái lên chút xíu. Cái này là quà tặng á nha, mình không phải bỏ tiền mua đâu. Đây là bình đun siêu tốc làm quà tặng luôn. Đó, quý vị sẽ được nhận. Và chúng ta đặt hàng thành công cái nồi điện đa năng là nghiễm nhiên mình sẽ có chiếc bình siêu tốc này màu sắc ngẫu nhiên nha. Chúng tôi sẽ giao. Nhưng chắc chắn màu nào cũng đẹp. Dạ. Mà giá thì cũng rất là phải chăng. Rồi bây giờ đó, trong lúc mà chị nói là cháo chín rồi đó, là em lại tiếp tục, hồi nãy ăn trứng, bây giờ ăn cháo, ngon quá, ngon quá, thơm ngon luôn. Bình đun siêu tốc nhà nào cũng cần, đặc biệt là những nhà mà có con nhỏ, buổi đêm pha sữa này, rồi thậm chí là chúng ta cũng có thể là làm rất là nhiều những cái món như là mì, cháo như Quỳnh Hoa làm này. Bây giờ quay trở lại với sản phẩm chính của chúng ta, đây, chiếc nồi điện đa năng, thiết kế như một cái ca nấu đẹp như thế này. Quý vị biết không, nhìn nhỏ gọn thế thôi mà đổ vào đây là bao lâu đấy ạ? 1 lít dầu đấy, 1 lít dầu đấy, cho nên là chúng ta có thể làm những cái món chiên ngập dầu này, quý vị nhìn này, đó, khi mà chúng ta chiên ngập dầu á, là mình sẽ thấy là trong này mình đổ được cả 1 lít dầu là biết cái dung tích nhiều như thế nào rồi đúng không ạ? Đó, cho vào một cái là nhiệt lên liền luôn, quý vị có thấy không? Bắt đầu là nó sủi tăm là bắt đầu nó chiên được luôn này. Đó, một trong những cái món mà các bé nhà chúng ta rất thích đó là những cái món viên chiên. Đó, ở nhà mình cũng có thể làm như thế này nha. Bởi vì cái lòng nồi sâu lại còn được chống dính ceramic nữa, dung tích 1,5 lít, cho nên là mình hoàn toàn có thể làm gì ạ? Hoàn toàn có thể là chiên những cái món chiên ngập dầu như thế này. Dạ, trong lúc chị chiên cho em phụ nè, em chưa được chiên bao giờ nè, bây giờ chiên. Quý vị ơi, có thể thấy như thế này. Mà chúng ta biết á, là khi mà đi ra bên ngoài á, chúng ta nấu như thế nào, chúng ta đi ăn món cá viên chiên bên ngoài, biết đâu cái dầu đó là họ sử dụng nhiều lần, có phải là ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng ta không? Mà sức khỏe là điều quan trọng nhất. Ngày hôm nay sản phẩm này á, 499.000 để có thể chúng ta biết, cái nguồn thức ăn, cái nguồn sản phẩm mà chúng ta nấu ngày hôm nay nó an toàn cho sức khỏe mình. Chứ nếu như sức khỏe bị ảnh hưởng á, thì 4 triệu hay 40 triệu chúng ta cũng phải bỏ ra đúng không quý vị? Mà quý vị có thể thấy nè, dầu trong nè, nhiều, và những cái thực phẩm ở trong đây nè, ngon lành,
thực phẩm này. Rồi quý vị cũng đã biết là cái bếp này nó rất là tiện lợi để làm gì? Để mang ra văn phòng nè, để mà có thể đi picnic nè, đi cắm trại nè, ở nhà cũng được. Và đặc biệt là các bạn sinh viên ơi, có phải đây là một cái món quà mà các bạn thích nhất không? Vừa nhỏ gọn, chúng ta không phải mua thêm một cái bếp nữa mà có thể nấu được rất là nhiều món, rồi còn có xửng hấp nữa mà giá chỉ 499.000 đồng thôi, đúng không ạ? Wow, quá là thích luôn, mà cái nồi này tiện lắm ạ. Cái tiện tiếp theo mà Linh Hương muốn chia sẻ quý vị nhìn này, có ở đâu một chiếc nồi mà lại còn đi kèm luôn cả một cái xửng hấp, nó đồng bộ về màu sắc và kiểu dáng như thế này ạ. Tại vì bình thường á, nhà mình mà đã có những chiếc nồi rồi thì mình sẽ rất muốn ăn những cái món hấp, thì chúng ta sẽ thấy là gì ạ, mình sẽ phải để riêng một cái xửng để mình hấp đồ ăn, còn cái này thì không cần nha. Đây, những chiếc bánh bao núng nính thơm ơi là thơm đã được hấp chín rồi, mà ở dưới này nước thì sôi rất là nhanh luôn, quý vị thấy không? Ở trên mình có thể hấp bánh bao, ở dưới mình có thể nấu mì đó. Bây giờ ví dụ là bây giờ ở đây Hương sẽ làm luôn một cái món mì đi ha, vì nước đang sôi nhiều như thế này rồi. Đấy nha. Đó, đây. Trời, cái này mà trời mưa á chị, trời mưa rã rít ở bên ngoài á. Xong bắt đầu chúng ta sẽ có thể bỏ những cái món ăn này vào, rồi á, ngắm bên ngoài trời mưa lạnh lạnh, ở trong là chúng ta ăn một cái nồi lẩu nóng nóng như thế này thì còn gì bằng, đúng không quý vị? Đúng rồi, mà rất là tiện lợi, rất là nhanh luôn. Không cần phải đi ra ngoài để mà ăn lẩu, ở nhà chuẩn bị mọi thứ để có thể sẵn sàng. Trời, bỏ miếng cà vô tự nhiên cái nó bừng sáng cả cái không gian lên luôn đó chị. Ồ, đấy, quý vị thấy không ạ? Ở dưới mình có thể là ăn lẩu, ở trên mình có thể là hấp nha. Đó, mình sẽ cho một chút gia vị vào này. Đây, để cho nó thêm phần coi như là hấp dẫn. Đó, rất là ngon luôn. Bây giờ thì mình đậy nắp lại một chút xíu là có thể là đợi một tí thôi, chúng ta sẽ ăn được một cái phần mì nấu rất là ngon rồi. Nắp kính trong suốt như thế này, mình có thể quan sát được thực phẩm ở bên trong nha. Đó, vừa có cái xửng hấp ở trên, vừa có cái xửng hấp ở trên này, ở dưới lại là một chiếc nồi nấu này, chống dính ceramic này, nên có thể chiên, xào, nấu thoải mái mà mình không sợ là sẽ bị két dính. Một chiếc nồi thiết kế rất là nhỏ gọn, mình có thể mang đi mọi lúc mọi nơi, đi picnic, đi dã ngoại, mang đến văn phòng, thậm chí là đi chăm bệnh này. Rất là nhiều những cái tiện ích để chúng ta có thể là nấu nướng, chiên xào với chiếc nồi đa năng này. Và với cái xửng hấp mà kế bên chị nói, ngoài hấp bánh bao nè, mình có thể hấp rau củ nè, đúng không? Đúng rồi. Bắp nè, cà rốt, rồi còn nhiều thứ khác nữa mà nó có thể đảm bảo an toàn cho chúng ta. Mà quý vị ơi, cái sản phẩm này như thế này, nhỏ gọn, ví dụ như là nó to đi, nó mắc tiền đi, thì có thể là người ta còn ngần ngại. Nhưng mà nó nhỏ gọn và cái giá thì quá sức ưu đãi như thế này, 499.000 đồng, thì Quỳnh Hoa nghĩ là trong cái khung giờ này có thể là quý vị đã đặt hết hàng rồi đó. Mà quý vị biết không, cái quà tặng của chúng ta ngày hôm nay nữa là một cái ấm đun siêu tốc. Và với những ai mà bây giờ mới bắt đầu bật kênh VTV Hyundai nha, thì Quỳnh Hoa và Linh Hương xin nói lại cho các cô chú anh chị biết là khung giờ này là khung giờ mình đang săn sale nha. Chúng ta đang có cơ hội để sở hữu một chiếc nồi điện đa năng. Nồi điện đa năng này khác với rất nhiều những chiếc nồi điện khác nha, tại vì cái lớp chống dính của lòng nồi cực kỳ là xịn luôn, ceramic nha, nắp kính cường lực này, rồi lại còn có cả một cái xửng hấp đi kèm nữa. Và lại còn được tặng một bình đun siêu tốc màu sắc ngẫu nhiên. Tất cả chỉ có 499.000 đồng thôi. Cho nên là nhanh tay sở hữu ngay thời điểm này để chúng ta nhận được nhiều ưu đãi nha các cô chú anh chị ơi.